xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay Yến quay trở lại thăm nhà của ông cháu của chú Thống. Thì ngày hôm trước là Yến có chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình. Thì chú Thống hiện tại là cũng đã hơn 60 tuổi, sống cùng với hai đứa cháu ngoại và hai bé thì tuổi còn nhỏ, cũng còn đang đi học nữa. Dạ nhưng mà do gia đình khó khăn cho nên là nghỉ học từ hồi năm rồi tới bây giờ. Và cái hoàn cảnh của chú thì chú cũng bị bệnh phổi rất là khó khăn, và đặc biệt thêm cái nữa là cái phần mái nhà hôm trước Yến có chia sẻ là nhà bị tóc cái phần mái ở trên, cho nên nhiều miếng tôn là bị tóc ra, thì có một cái lỗ rất là lớn ở trên mái nhà. Thì ban đêm là mấy ông cháu thì không có ngủ được, là coi như ngồi không à, sợ mưa nó dột rất là nguy hiểm. Và thì hôm trước khi mà Yến chia sẻ về hoàn cảnh của chú thì Yến nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ của cô chú Mạnh Thường Quân. Thì cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ là lợp lại cái mái nhà mới cho chú, để cho mấy ông cháu có cái chỗ ngủ là yên ắng hơn, không có bị mưa dột nữa. Và ngoài ra thì cô chú Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ thêm để làm lại thêm cái phần nhà vệ sinh nè, và thêm cây nước sạch để cho mấy ông cháu có nước sạch để sử dụng nữa. Và thì Yến rất là mừng và rất là xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Nhưng mà về cái phần mái nhà thì hôm bữa giờ mình chia sẻ thì cũng đã mấy tuần lễ rồi, nhưng mà do mái nhà dột quá là nặng cho nên nó lúc mà Yến vừa chia sẻ xong có tầm 2-3 ngày thì Yến có trao trước cho chú là số tiền là 10 triệu, là Yến kêu chú là nhờ cái người ở gần xóm, là người thợ ở gần xóm để lại là làm lại mái nhà sớm sớm đi, tại vì cái nhà là sẽ là bị dột. Thì trong lúc đó Yến cũng chưa nhận được tiền thủ Mạnh Thường Quân nữa, cho nên là Yến cũng trao trước để cho chú làm sớm. Nếu mà đợi bên thợ của Yến làm thì sẽ đợi rất là lâu, tại vì hiện tại bên Yến còn đang xây các căn nhà, cho nên là không có đợi được. Nếu mà đợi tới lượt của chú thì sẽ rất là lâu. Và Yến trao trước cái phần 10 triệu thì cho chú để chú là thứ nhất là lọc tôn lại nè, và hai hết toàn bộ những cái phần đòn tay lại, tại những cái phần đòn tay hôm bữa là những cái cây bằng cây hết cho nên nó mục rồi, để lâu dài thì nó cũng sẽ sập, và nếu mình thay tôn mới vô không thay đòn tay á thì nó cũng sẽ bị sứt ra, nó lâu ngày thì nó cũng sứt ra, nó không có được bền. Và cho nên mình thay hết cái phần đó thì Yến đã trao trước cho chú 10 triệu. Ngày hôm nay Yến vô thì Yến sẽ công bố số tiền Mạnh Thường Quân giúp đỡ, và Yến sẽ báo là đã ứng ra trước cho chú 10 triệu, thì phần còn lại Yến sẽ trao lại cho chú. Thì chú Yến cũng đã nói với chú là kêu thợ là sẵn là làm luôn cái nhà vệ sinh luôn, cho nên nó là thợ cũng đã chuẩn bị làm rồi, đã kêu vật tư lại rồi, nhưng mà do mấy ngày nay là Tết Khmer, Tết người Khmer, cho nên nó là thợ không có làm, thì trước mắt là chỉ làm trước cái mái nhà thôi. Thì cái phần mái nhà này Yến cũng xin nói luôn là đã làm từ hồi cách sau cái ngày mà Yến đến thăm, khoảng tầm 2-3 ngày thôi là bắt đầu làm cho chú rồi, để cho chú sớm có cái chỗ ngủ nó yên ắng, không có bị dột nữa. Và về nhà của chú thì cái phần nhà là nhà tường tình thương lúc trước người ta cho, mà tường này thì vẫn còn mới, chưa có bị hư, cho nên là mình không có xây lại, mình chỉ sửa có phần mái nhà với xây thêm nhà vệ sinh thôi. Và thì về phần tiền của chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì chút nữa Yến vào Yến gặp chú thì cũng sẽ công bố luôn. Và về phần cây nước thì được hai Mạnh Thường Quân ở chợ Bà Chiểu thì có giúp đỡ cho chú cây nước sạch là 6 triệu đồng. Dạ thì sáng hôm nay là họ cũng đã vô khoan để cho chú xài. Và có cô chú Mạnh Thường Quân cũng gửi thêm cái phần tiền mà thuốc thang chữa bệnh cho chú, cho chú chị cái bệnh phổi, thì Yến chút nữa vào trao thì cũng sẽ công bố luôn. Và cuối cùng thì có chú Hào ở bên Mỹ thì có gửi tặng một bọc lạp xưởng nửa ký là 85.000 đồng, và một hộp trà bông cho chú 120.000. Thì Yến mua cái phần này và vào trao cho chú. Dạ, Yến cũng xin thay mặt cho gia đình một lần nữa xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình. Bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến mình vào thăm gia đình của ông cháu của chú Thống nha. Dạ. Bây giờ chuẩn bị do xây nhà vệ sinh cho nên ở trước nhà là đồ đạc cũng lu bu quá cô chú anh chị. Còn bên đây là người ta chuẩn bị lắp ống để làm cây nước, tại sáng giờ là thợ đã khoan cây nước xong rồi. Dạ. Dạ con chào chú. Dạ. Bữa nay con quay lại thăm chú rồi, có quà Mạnh Thường Quân gửi tặng cho chú. Dạ. Đây một bọc lạp xưởng. Dạ, với này một hộp trà bông để mình ăn cơm ăn cháo rồi ha chú ha, cho dễ dạ, ăn ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều. Dạ, 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 bây giờ để bên đây đi chú, đừng cầm mỗi tay. Dạ. Rồi, dạ. Rồi. À, bé ha, anh con đâu? Dạ anh con đi ruộng rồi. Đi ruộng hả? Sáng giờ hai anh em đi ruộng hả? Dạ. Sình bùng quá trời. Rồi phải đi ra ngoài ngoại con gửi giò đi rồi con hả vô. Sình quá chừng ha.
sình bùng à. Sáng giờ hai đứa nhỏ đi đâu rồi, đi ruộng chú? Đi bắt chuột á. À đi bắt chuột đồng ha, vô dạ, mùa chuột rồi hả? Dạ, dạ, bây giờ nó đang máy cắt đó, nó đi theo máy cắt. Dạ, thì hôm bữa con xuống là có Mạnh Thường Quân giúp cho mình, trước mắt là lợp cái mái nhà. Bây giờ đã lợp xong cái mái nhà rồi, cô chú anh chị thấy đó, bây giờ rất là cứng cáp, thay hết toàn bộ những cái cây đòn tay luôn. Dạ. Đòn tay mới và tôn mới luôn. Rồi làm rất là chắc chắn, rất là dày để cho mình đó là không có bị dột nữa ha chú ha. Dạ. Dạ đó chú thấy à, bữa giờ có dột nữa không chú? Không có dột nữa, quá trời mừng rồi, ngủ được êm rồi. Dạ quá dạ, trời mừng luôn hả chú ha. Luôn. Dạ thì dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm, nhờ giúp vậy cho được tôi về được có chỗ ăn ngày nghỉ về được, tôi rất cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Dạ. Dạ, bữa giờ là coi như là ngủ ngon rồi ha chú ha. Dạ, dạ, mấy ông dạ, cháu dọn về ngủ được rồi ha. Dạ, dạ, dạ. À, bữa nay dọn đồ đồ về rồi. Dạ. Rồi mai mốt dọn bàn thờ đồ về đi dạ, nha. Dạ, mai rồi mốt là đem, ngày mai này đem bàn thờ về được rồi. Dạ, 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 để ở nhà thờ bây giờ là coi như là hết bị dột mưa rồi. Dạ. À, phần tường thì vẫn còn chắc chắn cho nên là mình không có cần sửa lại, mình chỉ là cần lợp ra cái mái nhà cho chú thôi. Dạ. Rất là chắc chắn. Mà ở phần trên nó ngay giữa là có thêm một cái miếng ngói nữa ha chú. Dạ, à, dạ. Dạ, yeah, yeah, chắc chắn rất là đẹp luôn. Dạ, yeah, yeah, được rồi, vậy cũng cảm ơn nhiều lắm rồi đó. Vậy là được rồi, sống cũng được rồi, chứ không có cần phải đòi hỏi gì cho nhiều lắm đâu. Dạ, yeah, rồi chuẩn bị là mình à, chuẩn bị là mình làm thêm cái nhà vệ sinh để yeah, đi yeah, đi tắm thì vệ sinh rồi cho nó tiện lợi ha chú ha. Dạ, yeah, yeah, khỏi phải đi ra ngoài ruộng ngoài đồng rồi đi cho nó bất yeah, tiện. Cái này cũng là cảm ơn nhiều lắm, bởi vì lớn tuổi rồi đó, rồi với phần bệnh hoài mà nhờ mình có được ở gần vậy, bằng đêm đi được, có đi tiểu đi cầu rồi nó dễ dàng đi yeah, được. Nếu yeah, thôi mò mò đi không được gì chân. Dạ. Yeah. Bởi vì mình cũng có cái bệnh đó. Yeah. Rồi nhờ vậy mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm cho được mà cái cầu mà để mà đi vệ sinh vậy được, cái cảm ơn nhiều lắm. Yeah. Yeah. À, đáng lý là nhà vệ sinh thì mình cũng xây trước mấy ngày trước luôn, nhưng mà tại lý do là mấy ngày nay là Tết người Khmer á của chú anh chị, cho nên họ nghỉ rồi, chờ vật tư xây dựng thì người ta cũng nghỉ, cho nên nó là bây giờ là mình có vật tư nhưng mà họ thì nghỉ rồi không có làm được, thì đợi qua Tết là chắc khoảng ngày mai là coi như hết Tết rồi. Yeah. Thì người ta sẽ vô người ta làm nhà vệ sinh cho chú, là có nhà vệ sinh rồi này kia rồi để cho mình sử dụng luôn ha chú ha. Thì tại vì á là nếu mà đợi con làm á thì họ bên con làm, thì tại vì đang xây mấy căn nhà bên kia thì qua bên chú thì hơi chậm, cho nên thôi nhờ chú kêu thợ ở gần nhà đi làm cho nó nhanh. Dạ. Cho nó sớm cho chú, nhất là cái phần mái nhà nè. Dạ. Là mái nhà là coi như ngày hôm trước là khi mà Yến gặp chú là coi như khoảng 2 ngày sau là bắt đầu là Yến nói chú là kêu thợ xuống rồi làm liền sớm sớm luôn. Dạ. Để cho chú ở, tại vì cái mái nhà nguyên một cái lỗ bự, thiệt là bự như vậy không thể nào mà ngủ được, đúng không chú? Dạ, dạ. Dạ, mấy ngày nay là yên ổn rồi ha. Dạ. Dạ. Thì bữa nay con đến đây để báo cáo với chú về cái tình hình số tiền mà Mạnh Thường Quân đã chung tay ủng hộ giúp đỡ cho hoàn cảnh của chú ha chú ha. Dạ, dạ, dạ. Bữa giờ sức khỏe chú làm sao, khỏe không? Dạ, mấy bữa gài thì đi khám bệnh về có lãnh thuốc về có uống được cũng đỡ đỡ khỏe. Dạ, dạ. Thì hôm nay con đến đây thăm chú thì con cũng xin báo về cái tình hình số tiền mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hoàn cảnh của mình ha chú ha. Dạ, và dạ, bây giờ con sẽ đọc cái số tiền mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ. À, dạ, dạ. Thì tổng số tiền mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chú là 25.736.000 đồng. Dạ. Thì trong đó là có chú Đức Giang và cô Đái Nà Giang ở Canada gửi tặng 2.000.000 đồng. Chị Thu Nga xốp Trường Hưng thực phẩm ở bên Úc gửi tặng 2.001.000 đồng. Cô Lâm Thị Thu Thủy ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Chú Nguyễn Tuấn Dũng ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Gia đình chú Thanh Đoàn ở Mỹ gửi tặng 950.000 đồng. Cô Nico Võ ở Pháp gửi tặng 2.000.000 đồng. Vợ chồng anh Tòng và hai con Alina và Liam ở Mỹ gửi tặng 1.134.000 đồng. Anh chị Thiện Tính Mỹ Phượng ở Paris, Pháp gửi tặng 1.000.000 đồng. Chị Mỹ Giang ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Chị Hạnh ở bên Úc gửi tặng 1.684.000 đồng. Cô Ba ở Phần Lan gửi tặng 4.000.000 đồng. Gia đình bác Tú Chi ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Gia đình anh chị Liên Nguyên ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Gia đình chị Mỹ và hai con Khang Khải ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Cô Lê Kim Hoa ở Cali, Mỹ gửi tặng 50 đô Mỹ, tương ứng 1.163.000 đồng. Cô Duyên Ngọc, chú Thiện Phước ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ, tương ứng 2.326.000 đồng. Anh chị An và Tiến ở bên Canada gửi tặng 100 Canada, tương ứng 1.815.000 đồng. Bác Hoàng Văn Nhân ở Mỹ gửi tặng
tặng 50 đô Mỹ tương ứng 1.163.000 đồng. Cô Ngọc Hân ở Sóc Trăng gửi tặng 500.000 đồng. Tổng số tiền chú nhận được là 25.736.000. Dạ. Thì hôm trước là do làm cái phần mái nhà gấp rút cho nên nó là Yến trao trước cho chú 10 triệu để chú kêu thợ gần nhà làm trước ha chú ha. Dạ. Thì cho nên là tổng số tiền nhận được 25.736.000. Con đã chích trước cho chú là 10 triệu đồng ha chú ha. Thì số tiền còn lại là 15.736.000. Dạ. Bữa nay con sẽ trao cái số tiền này cho chú nha. Dạ. Xin thành thật cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình của tôi Quỳnh Văn Thống này được chỗ ăn ở nghỉ ngơi được mạnh được lành lẽ. Vậy xin thành thật cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ. Bữa nay con vô con thấy cái mái nhà đồ đàng hoàng sạch sẽ con cũng mừng cho chú nữa. Dạ. Bây giờ con xin trao cái phần tiền còn lại Mạnh Thường Quân gửi tặng cho chú ha. Dạ là 15.736.000. Dạ con xin thay mặt Mạnh Thường Quân gửi tặng cho chú số tiền này 15.736.000 thì con trao chẳng 15.750.000 nha. Dạ, xin thành thật cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ. Bây giờ chú đếm lại cái số tiền này ha chú ha. Dạ được rồi. Ha, để vậy để con đếm cho chú thấy ha. Bây giờ chú xem con đếm nha. Đây nè, con đếm cho chú coi, hai tờ là 1 triệu ha chú ha. Dạ. 1 triệu nè. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. Giỏi em. 8 triệu. 9 triệu. 10 triệu. 11 triệu. 12 triệu. 13 triệu. 14 triệu. 15 triệu. Dạ. 15 triệu gửi. Dạ. 15 triệu 700. Dạ. 15 thêm 50 nữa là 15.750.000. Ha chú ha. Dạ. Rồi đây con xin trao số tiền cho chú đây rồi chú giữ số tiền này. Dạ. Ngoài cái số tiền này ra thì để số tiền này thì bây giờ là chú để dành mình lấy ra mình trả tiền để làm nhà vệ sinh ha chú ha. Rồi thì sau đó thì còn dư thì mình để dành mình uống thuốc với lại lo cho mấy đứa cháu của chú ha. Bây giờ chú cắt tiền vô cái đi. Cái này mình trả tiền còn trả tiền vệ sinh mình làm đấy ha. Con nghe nói là cái tiền đó là cũng khoảng tầm 10 triệu. Tại vì cái này là chú tự mướn thợ làm rồi tự mướn vật tư làm rồi xong rồi do là bây giờ vật tư cũng lên giá thì cái chi phí nó cũng tầm đó thôi chứ cũng không có cao. Thì bây giờ còn tầm 5 triệu mấy thì chú cứ để dành để mình uống thuốc rồi ha chú ha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Ngoài cái số tiền đó ra thì cô chú Mạnh Thường Quân còn gửi tặng thêm cho chú thêm một số tiền để chú để dành riêng để đi mua thuốc uống đi bác sĩ. Thì trong đó là có cô Trúc Linh ở Canada tặng 3.400.000 đồng. Cô Stephanie Nguyễn ở bên Pháp gửi tặng 100 euro tương ứng 2.535.000. Tổng số tiền là 5.935.000 đồng. Dạ con xin thay mặt cho hai cô gửi tặng cho chú số tiền 5.935.000. Đây con gửi chẳng 5.940.000 cho chú nha. Dạ đây con cũng đếm luôn cho chú coi ha. Dạ 1 triệu. 2 triệu. Dạ 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 5 triệu gửi. 5 triệu 940.000. Dạ, con gửi chú nha chú ha. Vậy cũng xin thành thật cảm ơn Mạnh Thường Quân ở nước ngoài gửi về cho tôi. Xin thành thật cảm ơn rất nhiều. Này tiền riêng để cho chú uống thuốc, đi bác sĩ khám bệnh đồ ha chú ha. Chỉ cái bệnh phổi của mình á. Và ngoài ra bữa nay thì hai đứa nhỏ cũng có quà luôn. Cái phần quà này là của chú Hào ở bên Mỹ gửi tặng là lạp xưởng với lại trà bông ha. Còn hai đứa nhỏ thì cũng có quà là có bé này mới đi là về hả con? Đi bữa nay đi đâu? Đi bắt chuột. Bắt chuột hả? Bắt chuột đồng á phải không? Sáng giờ bắt được nhiều không? Mấy con rồi ha. Thì hôm bữa là cô có nghe nói là hai đứa bây giờ là cũng còn muốn đi học lại đúng không? Muốn đi học lại ha. Rồi bé này con muốn đi học lại không? Muốn đi học lại ha. Thì bữa nay là con cũng xin báo cho chú với lại hai bé được biết là có chị Ngọc ở bên Mỹ có giúp đỡ cho mình số tiền là 4 triệu đồng. Thì chú chỉ có nhờ con mua một ít đồ đi học cho hai bé và phần còn dư thì trao lại cho hai bé để cho hai bé đóng tiền học. Đây giờ trước mắt con lấy đồ ra cho hai bé nó coi ha. Thì đây là cái
quần áo đi học thì mỗi đứa là 3 bộ. Dạ. Đây của con, của con nè, bộ lớn là của con ha, bộ nhỏ là của em. À, còn bộ, còn bộ nữa, rồi là 3 bộ ha con ha. Đây của con 3 bộ, đây 3 bộ luôn ha, rồi mỗi đứa 3 bộ. Giỏi, không có gì đâu. Rồi ha, đây là của chị Ngọc ở bên Mỹ, chị tặng cho hai đứa. Dạ rồi, mỗi đứa thì thêm một cái ba lô để quải đi học nha. Trong đây thì Yến có mua thêm tập sách, thước, viết, dụng cụ đồ đầy đủ hết cho mỗi đứa luôn. Đây của con một phần ha, đây của ba lô của con luôn. Đây ha, ba lô của con để đi học. Giỏi quá. Rồi bây giờ bên đây gắng cố gắng để mà học, để đừng phụ lòng của mạnh thủ dễ gì cho con. Dạ đúng rồi, đừng gắng cố gắng học nha, không có nghỉ học nha. Này này rồi của con ha, một phần. Rồi hai anh em là giống hệt nhau luôn á, đồ giống hệt nhau luôn, ba lô cũng có luôn đây ha. Đó thì cái này là của chị Ngọc ở bên Mỹ, thì chị gửi 4 triệu thì có nhờ con mua đồ cho hai bé. Về cái phần quần áo á, là 1.080.000, hai cái ba lô là 260.000, tập vở dụng cụ học tập là 380.000 cho hai đứa. Dạ và số tiền còn lại á, là 2.280.000. Dạ thì Yến sẽ thay mặt chị Ngọc xin trao lại số tiền dư này để cho hai đứa đóng tiền học. Còn dư 2.280.000 thì Yến trao chẳng là 2.300.000. Dạ đây. Rồi, cái số tiền này là hai đứa chia ra để đóng tiền học ha. Để đóng tiền học năm mới này. Rồi, đây của hai đứa nha. Cảm ơn cô. Này của chị Ngọc ở bên Mỹ tặng cho hai đứa nha. Dạ. Vậy bây giờ là hai đứa gán học ha, gán nghe lời, rồi gán nghe lời ông ngoại, rồi gán học nha. Rồi, giữ tiền cẩn thận đó. Ông ơi nhớ cho mấy đứa nhỏ đi học nghe không ha. Dạ. Rồi để xuống dọn, để xuống dưới đi con. Rồi để xuống dưới đi, đừng có cầm nữa. Vậy là hôm nay là coi như là được Mạnh Thường Quân giúp đỡ ha ông ha. Trước mắt là cái phần mái nhà bây giờ là yên ổn để ngủ rồi. Mấy ông cháu là có cái chỗ ngủ yên ổn rồi. Dạ rồi bây giờ chuẩn bị ngày mai là bắt đầu mình làm nhà vệ sinh ha ông ha. Dạ. Với cây nước nữa. Dạ. Về phần cây nước á, thì được hai Mạnh Thường Quân là ở chợ Bà Chiểu có giúp đỡ cho mình một cây nước sạch là 6 triệu đồng để cho ông với lại mấy đứa cháu sử dụng nước sạch ở đây ha ông ha. Dạ, xin cảm ơn Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh mình giúp đỡ cho tôi được cây nước thì tôi xin thành thật cảm ơn rất nhiều. Dạ. Thì bây giờ mình cũng ra ngoài mình coi cái cây nước cho coi người ta cũng đã khoan xong rồi, sáng giờ người ta khoan cũng đã khoan xong rồi ha ông ha. Dạ. Dạ bên đây là phần cây nước nè cô chú anh chị, cây nước nhà của bác Thống bây giờ là đã khoan lên rồi, thì họ mới vừa rút ra bây giờ là đợi lắp motor vô nữa là xài. Mà chú thấy nước rất là mạnh, nước là trong ha chú ha. Dạ, nước rất là mạnh, bây giờ đợi lắp motor vô nữa là nước nó sẽ xài được luôn. Dạ, cái này vừa mới khoan xong á cô chú anh chị. Cái khu vực này là mai mốt mình sẽ làm cái nhà vệ sinh nè, cái chỗ này nè. Dạ. Cái chỗ này là coi như mình vừa bước ra tới là cái nhà vệ sinh liền luôn, ngay cái cửa luôn. Dạ. Để cho chú xài cho nó dễ ha chú ha. Dạ. À, cái nước này phan cũng rất là sâu, nó không phải là phan khúc trên, bởi vì khi mà mình gắn nó gần không sao hết. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay Hiển đã hoàn thành trao những phần quà mà cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng cho ông cháu chú Thống. Bữa nay là mấy ông cháu rất là mừng vì trước mắt là về phần mái nhà đã được lợp lại và lành lặn. Bây giờ mấy ông cháu có thể ngủ ngon rồi, không có sợ rồi những cái đêm mưa gió dột nữa. Mái nhà đòn tay tất cả đều làm lại mới hết, rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Dạ, và tiếp theo thì về phần nhà vệ sinh thì do là bây giờ đang nghỉ Tết cho nên thợ người ta nghỉ chưa có làm. Bắt đầu ngày mai thì sẽ làm luôn cái phần nhà vệ sinh. Và số tiền cô chú Mạnh Thường Quân giúp thì Yến cũng đã trao cho chú để chú có thể trả tiền cho những cái phần mà làm nhà vệ sinh tiếp theo. Bữa nay Hiển thấy là vật tư là để đầy nhà hết trơn rồi đó, bắt đầu là ngày mai là người ta sẽ làm. Hồi nãy là tổng số tiền nhận được 25.736.000, thì trước đó Yến đã trao trước cho chú 10 triệu để kêu thợ làm gấp cái phần mái nhà, thì còn lại là 15.736.000 Hiển đã trao lại cho chú để chú làm. Thì cái phần này Hiển nghĩ làm cái nhà vệ sinh thì cũng chi phí chắc cũng tầm khoảng 10 triệu thôi, cho nên là chú là có thể còn dư lại trong đó để mà uống thuốc nữa. Và cô chú Mạnh Thường Quân còn có cho thêm là 5.935.000 để riêng cái phần uống thuốc với chị Bệnh thêm, thì Yến cũng đã trao riêng cái phần này. Xin thay mặt cho ông cháu của chú Thống, Yến xin cảm ơn các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của chú vượt qua được cái khó khăn này. Và xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.